Hello anh em, hôm nay mình sẽ tập hợp âm son thứ mà mình mở rộng nó ra, rồi mình thêm màu vô nó để cho nghe nó hay hơn. Thì để tập được cái này á, việc đầu tiên là anh em phải biết hợp âm ba nốt ha. Rồi sau đó mình giảng nó ra, thì có nhiều video về cái spread triad rồi cho nên mình không có nói chi tiết nữa. Thì ba nốt này 1 3 5, thì cái nốt giữa này mình cho nó lên 1/8, thay vì đánh C giảm ở đây mình đánh C giảm ở đây, thì nó sẽ ra đây là cái thế bấm son thứ, chỉ 4 sợi dây trên này thôi em. Mà thì anh em nên biết cách làm hết tất cả các 3 vị trí còn lại và đây. Sau đó để mà thêm được những cái nốt xung quanh thì mình phải biết bật của cái âm dai son thứ. Và trước tiên là mình biết mình nên để ý cái bật của cái ba cái nốt mà mình bấm này, bật 1, bật 5, bật 3. C là bật 3 ha. Thì sau đó mình coi thử những cái bật còn lại mình đều có thể đánh được. Tất cả đều có thể đánh được. Ví dụ như mình đây là 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì 7, 8 nó là 1, phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó quay lại 1, 8 nữa. Thì nó trong cái này mình có 2 cái quãng 8 để mình đánh. Thì bạn nên nhớ là khi mà mình đánh 1, 2, 3, thì cái 2 này mình có, cái 1 mình có thể kèm nó 8, thì cái 2 mình có thể kèm nó là 9, đúng không? Thì cái này là 9, 10, 11, 12, 13, mình có thể dùng 11, 13 ở đây, 9 ở đây ha. Thì để mình trước khi mình, sau khi mình thuộc cái đó rồi, mình sẽ thử tất cả các thế bấm anh em. Thì cái việc đầu tiên mình thử là mình kiếm cái 2 4 mình đánh trước. Thì để kiếm 2 4, cách dễ nhất của mình đó là mình biết cái này bật 3 thì mình ra sau một cái là bật 2, lên trên này nữa là bật 4, thì mình đánh được hai cái hợp âm sạch 2 và sus 4. Thì cái này giống như là các bạn, chắc các bạn có thể đánh nhiều cái la thứ này rồi, đúng không? Thì cái này cũng y hệt vậy. Rồi sau đó bạn có thể thêm bất cứ nốt nào bạn thích. Thì mình có thể bắt đầu bằng mình thêm nốt 7. Này là son thứ 7, nốt pha nốt 7 ha. Hay là mình có thể bấm vào đây son thứ 7, nó cũng là hợp âm khác nữa nhưng mà mình sẽ nói về cái đó sau ha. Thì cái này, thì cái này son thứ 7 mình có thể đánh son thứ 7 sạch 4, sạch 2 cũng được anh em ha. Thì nghe hay hay không thì mình chọn cái gì mà mình thích, hoặc là thay vì đánh pha ở đây là nó ra 7, mình có thể đánh pha ở dưới đây nó cũng ra 7 em ha, đúng không? Nếu như vậy thì son 7 sạch 2 là nó ngay đây. Nó cũng có thể là một hợp âm khác nữa ha. Nên lúc mình học cái này, cái lý thuyết mình sẽ tăng và cái hiểu biết cần đàn mình nó sẽ tăng. Vậy nếu mình đã muốn đánh 4 thì mình đánh đây. Phải không? Đây là 4. Bây giờ son thứ 7 sạch 4 thì mình đánh đâu? Đúng rồi. Nhưng mà cái nốt này, nốt đô này mình có thể đánh ở đây, mình có thể đánh vậy. Đúng ha. Rất nhiều hợp âm. Đó là mình mới 7 với sạch 4, sạch 2 thôi. Có nhiều ở trong đây nữa nhưng mà anh em có thể tự tìm ra được ha. Thì sau đó mình có thể đánh bật 6 nữa anh em. Thì coi thử bật 6 nó đâu. 2 3 4 5 6. Đây là son thứ 6 in G minor 6. Nếu mà bạn thấy coi hợp âm mà thấy nó đề son thứ 6 thì có một vị trí đây mình có thể bấm được liền, hoặc là ở đây bạn, đúng không? Nốt này nói gì đây, nó rê thăng đúng không? Không phải, nó là nó mi giảm, không mi giảm nè ha, mi giảm. Mà sau khi đánh 6 rồi bạn có thể đánh 7 được không? Được, thì nó thành 13, cái 6 này nó thành 13 nè. Thì tùy cách mình kêu ha.
mình có thể đánh rất nhiều thứ. Rồi có thể bạn có thể đánh 9 được nữa ngay đây. Cái này là 9, này là 2 nhưng mà nó là 9. 9 13. Hợp âm 7 9 13, hợp âm 13. À, 3 thì mình sẽ có 7 9 13 đúng không? Thì nó sẽ có hợp âm son thứ 13. Thì có thể mình có thể làm cái này suốt hết cái video này cũng chưa hết hợp âm rồi, tại nó có rất là nhiều anh em ha. Thì sau đó sau khi mình làm được ở đây, mình có thể mình cũng nên lên đây làm. Không phải nên, mình bắt buộc nên lên lên. Và mình cũng nên lên đây làm. Như vậy thì mình sẽ rất rành son thứ và rất rành cần đơn. Nhưng mà nếu mà mình chỉ ngồi mình đánh vậy thì mình sẽ có thể các bạn sẽ hồi các bạn sẽ chán. Thì mình có thể nối ba cái này lại với nhau để mình làm cái melody gì đó anh em, ví dụ như. Thì mình đánh bốn bum. Cái này cũng là son. Vẫn còn son thứ. Được. Có được cái melody nhỏ nhỏ này. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ làm cho mình bớt chán. Và sau khi mình đánh xong thì mình lên đây mình coi thử mình đánh gì. 4 thôi. Cái này mình chưa có thay đổi, nó vẫn còn nguyên. Thì mình coi cái này nó bật gì. Cái này nó là bật 3, cái này nó là nốt chủ, cái này bật 5, cái này thì nó làm 5. Nhích lên cái nữa thành 6 đúng không? Này là gì? Đây là sus 4 rồi. Lúc này mình đánh sus 4 ở đây. Mình có thể đánh được rồi. Như này là một hợp âm. Nếu mà các bạn nắm được cái này rồi bạn, mà mình bắt đầu ngồi mình mò, mình sẽ rất mê. Tại mình sẽ kiếm được những cái âm thanh rất là lạ và rất là cái nốt này nốt gì đây không nè. Cái nốt này mình nghe là mình biết nó nằm ngoài rồi, thì lúc đó anh em sẽ tự kiểm ra nó là nốt gì ha. Chị vậy cái hợp âm này là âm gì không? Thì cái này là âm này, cái này là nốt son vậy đó, nó là nốt chủ, hợp âm chủ ha. Hợp âm này là bậc 5, vậy mình muốn đánh son 6 thôi mà. Mình cứ làm đi làm lui hoài mình sẽ nhớ nó. Nhưng mà cái này là chủ thì mình bật ra sau nó một cung thì nó thành cái son 7 nè, mà không có nó chủ thôi. Hai cái nốt này là nốt này nó gì, nó rê, cái này nó si. Thì sau khi mình bấm, dụ như bấm mình đấy, bấm 5 6 7 6 anh em ha, thì cứ vậy mà mình bấm thôi. Thì mình sẽ coi cái voice nào nó hay thì mình lấy nó ra mình xài. Với lại là mình sau khi mà các bạn làm xong cái này thì các bạn rất là rành cái cần đờn và rành luôn cái âm dai son thứ. Ví dụ như mình bấm ở đây thì mình có thể đánh được cái âm dai son thứ ở vị trí này bạn. Rồi mình cũng có thể đếm được 1 2. Này không phải là 1. Đây mới là 1. 4 5 6. Cái này là 6. Nên son 6. 5 4. Vậy 2 đâu? Thì nó nằm ngay đó thì mình đánh đây. Nghĩa là mình có thể chế ra rất nhiều cái âm thanh rất là hay và lạ, và cho nên mình không bị kẹt ở cái dàn ngoài em ha.
Mình có thể đánh son 6 ngay đây. Rồi mà son ngay đây. Son 10, 11 ngay đây này. Mình có thể di chuyển nó nữa nè ha. Thì nếu mà anh em có thời gian thì nên mình nên ngồi mình làm vậy, thì một hồi tự nhiên mình rành, rành nó hơn là cái gì hết. Rồi sau khi mình làm ở đó mình làm ở đây tiếp. Rồi sau khi mình làm ở đây rồi mình sẽ di chuyển xuống dưới mình làm tiếp. Thì cái son kế tiếp là đâu? Cái son này nó son ngay đây. Son thứ, son thứ, son thứ. Mình có thể đánh son thứ ngay đây nữa ha, anh em ha. Thì cái nốt này nó sẽ dạng ra vậy này. Nhưng mà dĩ nhiên là mình biết nó dạng vậy, nhưng mà mình có đánh nó dạng vậy hay không đó là quyền của mình ha. Đây mình đánh ở đây thì nó 7, mà mình bấm vô đây nữa thì nó thành son 7 thôi. Thì đó là anh em tự kiểm tra, anh em đánh ở đây mình son 6 đó, nhưng mà rồi sau đó mình nối tiếp các cái vị trí khác nữa. Và đừng có quên là mình đừng có bỏ bất cứ sợi dây nào. Rồi, cảm ơn em rất nhiều.